Bác nhá, hôm nay em giới thiệu bác cái nồi nẩu này. Cái này là dùng cho bếp điện và dùng cho bếp ga cũng được bác nhá. Đấy, bếp điện thì nó là bếp điện trở thôi. Thì ở đây em đang dùng cho bếp ga mini. Thì cái này em bán là em sẽ bán cùng cái bếp này luôn các bác nhá. Đấy, cái bếp ga mini này, cái cả cái bếp nẩu này, cái nồi nẩu này có vung đàng hoàng các bác nhá. Đấy, bác thấy không? Nó sôi này, rất là gọn, nó sôi từ trong đẩy ra ngoài. Đấy. Một cái bộ đôi như này là 650 thôi các bác nhé. Đường kính của cái này nó rơi tầm khoảng 22-24 cm, nói chung là nấu cho 2 đến 4 người ăn vô tư các bác nhé. 5 người ăn 6 người ăn cũng được các bác ạ, vấn đề gì. Nồi này nó rất là mới nhá, nó có hai cái tay quay cầm đây và nó bằng nhôm đúc, men chống dính rất là tốt. Đấy, cái này là rất là bền đấy, nồi nó son nó dày. Đấy, bác nhìn xôi rất là mạnh các bác nhá. Đây, tăng nửa lên. Cái ga nửa xanh đét nhá. Kiềng bếp ga kiềng kiểu inox nhá, làm rất là chắc. Kiềng này này. Đấy. Cái bếp thì nhìn nó hơi cũ một chút thôi, nói chung là chưa có dọn dẹp thì nhìn nó vậy. Về vệ sinh giữ chiếc là ok bác nhá. Con này có hai nấc nửa. Đấy, một nấc nửa bác tắt này. Đó, bác thấy không? Nó về nửa. Đấy, nó về một nửa này, nửa xanh đét nhá. Tăng lên, đó. Xôi xinh xích nhá. Đấy, đây là cái vung của nó đây. Đó, đây, 650 cả bếp cả nồi luôn các bác nhá. Đấy, nồi thì như là nồi mới luôn, cái nồi này như mới luôn các bác nhá. Đấy, nồi bằng nhôm, đúc, đấy, dùng cho bếp ga, đấy, bếp ga mini. Ok, thank you các bác nhá, 650 ngàn, một cặp.